laptop Acer Gaming Nitro 5 AN515 thuộc phân khúc 7 laptop gaming đáng mua nhất ở phân khúc 15 đến 22 triệu, được trang bị CPU AMD Ryzen 5 4600H, card đồ họa rời GTX 1650 4G, cho máy sức mạnh chiến mượt mà các tựa game ở tầm trung và sử dụng chuyên nghiệp các ứng dụng đồ họa 2D như Photoshop AI. Hơn thế nữa, chính sách bảo hành 3S1 dành cho game thủ Acer tại Việt Nam, bảo hành quá 3 ngày 1 đổi 1, thêm phần tin cậy cho người sử dụng. Laptop Asus Gaming TOS FX506Li và laptop Asus Gaming TOS FX506LH là hai mẫu laptop gaming bán chạy nhất của Asus. Đây thực sự là những mẫu laptop gaming mang đến hiệu năng đáng kinh ngạc, phục vụ đa chức năng từ học tập, chơi game, livestream cho đến thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Với bộ xử lý CPU đến từ Intel thế hệ mới, cung cấp khả năng xử lý đa tác vụ nhanh chóng. Với TOS FX506Li sử dụng quạt đồ họa rời GTX 1650 Ti và TOS FX506LH sử dụng quạt đồ họa rời là GTX 1650 có mức giá từ 20 cho tới 21 triệu đồng, giúp bạn thoải mái chiến các tựa game phổ biến hiện nay ở mức khung hình cao nhất. Hơn thế nữa, máy có thiết kế mới nhỏ gọn, giúp bạn có thể thoải mái mang đi bất kỳ nơi đâu do đã được trải qua tất cả các bài test về độ bền và chống va đập. Laptop Lenovo IdeaPad Gaming L340 là sản phẩm thuộc phân khúc gaming giá rẻ của Lenovo, sử dụng chip Intel Core i5-9300HF thế hệ mới với dung nhiệt tối đa lên tới 4.1GHz và RAM DDR4 8GB, giúp xử lý các tác vụ trơn tru và máy hoạt động ổn định trên các tựa game nặng ở mức setting trung bình đến cao. Laptop MSI Gaming GS63 là loại laptop được thiết kế nâng cấp chuyên dùng dành cho việc chơi game, đòi hỏi cấu hình cao xử lý các tác vụ nặng, bộ xử lý mượt mà và kèm theo đó là thiết kế đồ họa đẹp mắt. Thay vì thiết kế cồng kềnh, dòng sản phẩm này lại mang lại trải nghiệm gọn nhẹ với thiết kế viền siêu mỏng trong khung máy 15,6 inch, cùng độ phân giải Full HD cho chất lượng hình ảnh chân thật và sắc nét. Tần số quét lên tới 144Hz cho chuyển động in-game mượt mà, phù hợp cho những game thủ đam mê các tựa game FPS. Laptop Acer Aspire 7 A715 là chiếc laptop gaming tiên phong với bộ vi xử lý AMD 5000 series thế hệ mới nhất, mang đến cho bạn một mức hiệu năng đột phá trong một mức giá tầm trung. Với thiết kế hướng tới phục vụ cho nhu cầu sử dụng và di chuyển của người dùng nhiều hơn, laptop có kết cấu cứng cáp, kiểu dáng phẳng tối giản, bản lề cho góc mở hoàn toàn tới 180 độ, giúp máy ít bị rung lắc và bảo vệ máy tốt hơn khi mà chơi game. Đặc biệt với chính sách bảo hành 3S1 dành cho game thủ của Acer tại Việt Nam, bảo hành quá 3 ngày 1 đổi 1 kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Laptop Dell Gaming G315-3500 không giống như những dòng laptop gaming thường có ngoại hình hầm hố khác, mà laptop có diện mạo tổng thể toát lên vẻ thanh lịch, truyền tải thông điệp Game It Your Way của Dell, cho phép người dùng có thể dễ dàng cân bằng giữa mục đích chơi game và làm việc. Với con chip xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 10 cộng thêm RAM 8GB DDR4, thể hiện rõ sức mạnh của một chiếc laptop gaming khi xử lý các tác vụ một cách dễ dàng, mang trong mình một thiết kế chắc chắn, bền bỉ và khó bị hư hỏng do va đập mạnh vào các phần cạnh. Đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm đáng gờm trong cùng phân khúc.